Tết Sài Gòn đang là ở thủ đô Hà Nội rồi quý vị và các bạn. Hiện tại Việt đang ở trên đường Lạc Long Quân. Như quý vị và các bạn thấy, không khí miền Nam đã ra tới thủ đô Hà Nội rồi. Những bông hoa nào những bông hoa mai vàng đang là rực rỡ khoe sắc xuân quý vị và các bạn. Rất đẹp, rất long lanh với ánh nắng mùa hè quý vị và các bạn đang tô điểm thêm những bông hoa mai vàng bình định rất đẹp quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh Em Việt, hãy tặng Em Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận nhiều clip về không khí đón Tết tại thủ đô Hà Nội. Wow, hôm nay thủ đô Hà Nội bất chợt nắng chói chang quý vị và các bạn, như tô điểm thêm những vẻ đẹp của bông hoa mai vàng đang khoe sắc xuân thủ đô rồi. Chỉ còn 7 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi quý vị và các bạn. Ai đi qua đây cũng phải nán lại để vào chiêm ngưỡng cũng như chọn cho mình những chậu mai vàng rất đẹp. Giá cả ở đây cũng rất dễ yêu quý vị và các bạn, từ 2,8 triệu tới 3 triệu. Ngày mai thì anh bảo có xuống một số cây cao tiền hơn. Wow, rất đẹp quý vị và các bạn. Đặc biệt mai vàng thì rất ưa ánh nắng. Như quý vị và các bạn thấy, những hình ảnh long lanh. Quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh đẹp của Em Việt ghi hình thì hãy tặng Em Việt góc bánh chưng bằng cách xem những dây quảng cáo cho Em Việt. Những cây mai vàng Bình Định có thế long, có đường cong rất mềm mại. Rực rỡ một màu vàng. Địa chỉ ở đây là 196 Lạc Long Quân quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn có yêu những cây mai vàng Bình Định, hãy tới đây chọn cho mình những cây mai vàng đẹp nhất. Cây mai vàng Bình Định như quý vị và các bạn thấy rất nhiều nụ. Rất rực rỡ. Mai vàng đang chuẩn bị nở bung để khoe sắc bầu trời xuân thủ đô quý vị và các bạn.
rực rỡ lắm rồi. Quý vị và các bạn, tới đây cảm giác không khí Tết đến rất gần rồi. Địa chỉ ở đây là trước trường mầm non Bình Minh, quý vị và các bạn, 196 đường Đắk Long Quân. Rất đẹp, rực rỡ một màu vàng. Đường thì rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Ai đi qua đây cũng phải dừng lại để hỏi giá và ngắm những bông mai vàng. Anh chọn cây nào mua anh ơi? Xem. Vâng. Nhà mình có card visit không? Có card hay số điện thoại không? À đây đây. Và đây là chậu đấy là bao tiền đấy em? Chậu đấy là bao tiền đấy? 3 triệu. Ok, anh cảm ơn em. Cao được khoảng 80 phân quý vị và các bạn. Đã có chủ nhân rồi. À đây. Đây là địa chỉ nhà vườn. Chú anh chị và các bạn có chọn những cây mai vàng Bình Định thì hãy liên hệ với chủ nhà vườn. Mua cây mai về chơi chị ơi. Khoảng 1 triệu 8 đến 3 triệu. Giá cả phải chăng? Anh xem mấy cây trên kia xem. Chú tư vấn cho em một cây chú ơi.
hơn, cái này nhiều nụ hơn. Cái đấy nở đúng dịp Tết luôn. Có, em mới đợi tí chú kéo thích ra cho em xem cái. Chỉ cần bê sang thôi. Cây kia thì nhiều nụ nhỏ thì em chơi được lâu hơn. Cây này nụ to hơn. Anh ở đây rất chiều khách. Em quay clip ấy, em quay từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Quay cái gốc, cái tán bên dưới, nếu mà chọn thì đúng cây là lấy tiền. Này chắc đi mua hộ sếp rồi. Mua hộ sếp rồi. Và sếp chốt cây đấy là đẹp. Em thích cái kia mà có người lấy mất rồi. Không, kia cái này nhiều nụ đấy. Mấy bữa nữa thì khoảng 4 ngày nữa là đẹp lắm. Không, mai mốt nó to lên thì em mới thấy nó căng. Bây giờ đây anh em thấy nhá, mấy cái này nó nhỏ nhỏ này. Tầm khoảng 3-4 ngày nữa nó mới nở, nó to ra như này. To như này thì em nhìn thì mình mê. Tại vì cái này thì nó lớn nhanh lắm. Về mà không khí, thời tiết mấy hôm nay thì cây này bạn vừa chào giá bao nhiêu em? Quên rồi. À quên. 4 triệu sao? Cây này giá chào bao nhiêu em? 4 triệu. 4 triệu. Cây đẹp nhất rồi. Còn có nữa chị con vừa 999. Cả chậu này luôn này. À mấy cái kia là chậu nhựa đúng không? Cái kia chậu nhựa. Cái này là chậu già đé. Già đé, đé mai. Còn nếu mà chị chơi liền á, chơi đã lâu á, chơi nãy không, chơi cơ quan này nhiều đấy. Cái này em nhìn này. Việt cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt xem trực tiếp những bông hoa mai vàng đang khoe sắc xuân rồi. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân rực rỡ. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt.